Lý xin chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một cái con mixer của hãng Sagrab, model đó là Nautilus 12 Epic. Con mixer này nó có 12 line, có Epic là có effect nha người nè, rồi có USB để mình kết nối trình phát nhạc để mix nhạc thu âm luôn ha. Kích thước thì cũng rất là nhỏ gọn, chiều ngang tầm 1 gan ha anh em ha, 1 gan. Và chiều rộng thì tầm hơn 1 gan tay. Đó, rất là nhỏ gọn, siêu đẹp luôn. Anh em thấy cái hàng xịn sò chính hãng nó làm không? Rất là đẹp không? Con này là chạy adapter rơi ở ngoài là 18V ha, 18V DC 1.3A. Con này được sản xuất tại đâu? Đây, made in China anh em ha, Sagrab được sản xuất tại China. Hàng hãng đó nha anh em, hàng hãng có tem này. Đấy. Hàng chính hãng đó chứ không phải hàng nhái đâu. Con này lật lên được, em lật lên bé lên cho anh em xem luôn. Tại vì nó cũng nhỏ gọn ha, mà nó chắc lắm nha, con này. Con này nó có 3 chế độ effect. Thứ nhất là karaoke thì chế độ delay rồi tới charut là kênh hát đồng ca ha. Rồi tới kênh reverb. Bây giờ mình sẽ mô phỏng từng hiệu ứng cho anh em nghe ha. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ off effect đi ha. Để mình test cái tiếng micro mọc thì line micro mình cắm vô line số 1. Line số 1 đây ha. Micro thì mình cắm line số 1, mình vặn cái tiếng hiệu gain lên ha. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, anh em nghe không? Nói đến Sagrab thì cái tiếng vocal, tiếng micro nó rất là tuyệt vời. Đặc biệt, effect của nó sử dụng effect Lexicon nữa nè anh em. Đó, effect Lexicon ha. Effect Lexicon mặc dù nó chỉ có nó hạn chế trong cái ba cái chế độ echo với reverb với đồng ca thôi ha. Nhưng mà nó rất là chất lượng. Bây giờ mình sẽ test con echo trước ha. Cái này là cái nút mở effect. Cái line micro thì mở lên những cái line còn lại off hết ha. Cái này là Epic Titan là số 11-12 ha. Bây giờ mình sẽ mở cái effect lên là sẽ có effect. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đồng thời effect này chỉnh tempo delay. Chỉnh tap delay đó nè, tap delay. Thì bằng cách mình sẽ mô phỏng cái hiệu ứng này ha. 1, 2, 3, đó. Ví dụ mình nhấn xuống đây. Alo. 1, 2. Còn anh em thấy nó delay chậm quá thì giảm cái parameter lại chút xíu nữa. Alo. 1, 2. Bây giờ mình nhanh lên ha. Chậm quá. Nhấn này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, là thấy cái đèn chớp nhanh lên liền thôi chưa? Alo. 1, 2. Và mình muốn cái repeat nó dài lên. Alo. 1, 2. Anh em thấy không? Còn mình muốn chỉnh nó chậm lại mình thao tác mình nhấn chậm lại thôi ha. Anh em chú ý mình thao tác đi. 1, 2, 3, 4. Đó là nó chậm lại, thấy cái đèn chớp chậm lại nha không? Thì delay nó sẽ chậm lại. Alo. 1, 2, 7, 10. Ở chỗ lắm nha. Siêu diệu. Rồi. Bây giờ ở chỗ rồi mình sẽ mô phỏng một cái hiệu ứng reverb. Thì reverb đây nhấn xuống này ha. Nhấn xuống là reverb. Cũng giống như mình muốn ở chỗ thì nhấn ở trên này là ở chỗ ha. Nó đơn giản lắm, nó cũng dễ dùng thôi, không có chi ha. 2 10 lên 2 6 10. Cái reverb thì mình vẫn hiệu chỉnh được ha. Ốp này, không có gì hết này. Lên. À đẹp thôi chưa? Bắt đầu mình tăng lên 50 thôi ha. Mình tăng lên, ví dụ như 50 đi. Hơn 1 2. Đó, chưa có gì hết, tăng lên tí xíu nữa. 2 10 hết. Thì cái vật cũng ngon lành cành đào ha. Rồi tới cái kênh charut. Charut là kênh hát đồng ca, mình nhấn xuống ví dụ như mình cắm 1 2 3 4 cái mic. 4 cái mic vô như thế này thì chắc chắn bảo đảm với người này một điều là không có ai mà hát bằng nhau đâu. Sẽ có người hát trước, người hát sau đúng không? Thì như vậy khi 4 cái mic này 4 ca sĩ hát đó, thì người hát trước người hát sau thì ta chọn cái chế độ cho rút đồng ca đến chi để nó quyện cái tiếng mic, nó làm được đồng pha cái tiếng mic lại ha. Alo 1 2 hơ. À nên thấy không? Thì cái biên độ pha nó vẽ cho đây nè. À, từ góc nhỏ ra góc to đó thấy không? 1 2 3 4 5 6 7. Nhưng mà mình vẫn thích cái kênh delay của con này nè. Alo. 1, 2, mấy lời mẹ chẳng mà con thơ. Cái này hát này hòa quản. Tuyệt vời nha. Ở chỗ này nó thấy vậy đi. Nói chung là thật sự hay so với tầm giá. Giá thì chỉ có 2.900.000, quá rẻ. Một con mixer
của hãng mà có 2,9 triệu bạc, quá rẻ anh em ha. So với cái tầm giá tiền như này thì làm con mixer này về chỉnh chọc nhạc nhẽo bass chép đồ nghe cho nó phê anh em ha. Đấy, mình có con thì mọi chi tiết thì liên hệ ha, 0909043679. Thằng anh chồng mình em.